Tôi đang lựa trái cây cho khán giả, năm loại trái cây gọi là ngũ quả nè. Thôi tôi xuống đây chia khán giả, anh nói tiếp luôn. Thôi nên nói nè, nó nghĩa là Trương Tử Long với Thanh Bạch là song ca rất là tiêu tình luôn, rất là hay, ca rất là hay, nhưng mà khán giả thì không biết là dám nghe không, nhưng mà con nghe Thanh Bạch cũng có nghe rồi, ca cũng có nghe. Nghe thì dám, mà thích hay không là một chuyện khác. Cái chuyện không thích là chắc đúng rồi. Sao tự tin quá vậy? Trời đất ơi, không thích là tại vì hai anh em mình ca quá đi, quá hay đi. Cái giọng ở trên này và ca trên kia. Thì bây giờ Trương Tử Long Bạch sẽ nhờ một người bạn của Trương Tử Long. Ê, cái người này là em hay là bạn? Đây là một người bạn mà cũng là một người em trong nghề. Và đây là một người bạn của Trương Tử Long mà một người bạn của Thanh Bạch. Người em của anh Thanh. Mà cô bác và chị đã biết rồi, miền Tây mà mỗi lần mà mưa, gọi là mưa gì? Mưa bụi. Thấy không? Thì xin giới thiệu một giọng hát đến từ mưa bụi. Cô bác và chị mưa bụi ai biết rồi? Cái ông này thì ông ca là không có cưỡi Trương Tử Long với Thanh Bạch nè. Đúng rồi, cái này là mình chịu hát xiếc rồi đó. Không có cưỡi chúng ta là, đó là xin mời cô chú và chị và bạn cùng nghe. Nam danh ca. Ai? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Trương Tử Long, không phải. Ôi, tôi nhớ tên có chữ CH bắt đầu mà. Trương Tử Long là ca cổ thôi. À, cái chàng này là vừa ca cổ, vừa ca tân nhạc, vừa ca rap, vừa bolero. Đẹp trai, mớm mớm giống như Thanh Bạch vậy đó. Mớm y như Thanh Bạch luôn, mớm mớm Trương Tử Long luôn. Dễ duyên. Thưa quý vị, ca sĩ này có tên bắt đầu bằng chữ CH. Ừ, dễ duyên. Chữ tiếp theo là chữ gì quý vị chọn? Chúng em theo chữ cờ, chữ H thì gọi là CH là chữ chờ. Chữ gì? Cô bác bà chị. Ờ, ê chê. Đông. Nhưng mà ca sĩ này không thể chê được vì có dấu sắc. Chê gì? Dập lớn hơn đi. Chê gì? Vô tay lên đây. Nam ca sĩ Chế Thanh. Thank you.
Chân thành xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Và đó là lời tư vấn quý vị anh chị. Và bà một lần nữa thì chân thành gửi đến quý vị anh chị và bà một cái khung giờ chân thành sáng tác để tặng cho các em gái dễ thương Việt Nam Mi của chúng ta. Vì sau những năm đi lưu diễn mà nhất là miền Tây, mỗi lần đi về trên cái đồng lúa gặp các em gái áo bà ba nón lá là hình ảnh nó đẹp quá, cho nên chân thành mới sáng tác ca khúc này. Bây giờ xin mời bà con hãy thưởng thức ca khúc được mang tên Yêu Chị Hai Lúa. Bài hát này là chân thành hát theo yêu cầu của các bạn trai khi nãy gặp chân thành ngoài nha, mời các bạn cùng nghe nha.
đi đâu vậy? Chứ thằng cảm ơn thì con bà đi đâu trời. Trời ơi, mà sao mà bác không có cạo râu gì để râu ria bột sọp vậy nè. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quý vị, chứ thằng tạm biệt, mai gặp lại nha.